Về quê đó con, đã nhận quà Tết chưa? Ý quên, mình có quà mà. Ủa, mình có quà luôn hả chị? Đúng rồi, năm nào mà không có. Ủa, ai gọi em vậy ta? Chị Diệu. Alo, em nghe nè chị. Alo, chị Ngân Thị Đào. Hai đứa đi về quê mà không lấy quà hả? Qua năm là mất bằng đó nha. Ủa, có quà luôn hả chị? Dạ, dạ, giờ tụi em vô liền nè chị. Quà bực mình à. Nhân dịp năm mới Tết đến, anh cũng xin cảm ơn các em đã tận tụy, nỗ lực hết sức mình cũng như là cống hiến cho sự thành công của trung tâm. Mặc dù năm vừa rồi cũng rất nhiều biến động. Cảm ơn và cảm ơn mọi người. Năm mới Tết đến, em chúc anh Quang và trung tâm hai khi ngày càng thành công phát triển hơn. Em rất quý tình cảm của mọi người. Cảm ơn Diệu đã hỗ trợ cho trung tâm chạy đôn chạy đáo để lo các cái giấy tờ, lo các cái báo cáo. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh. Nhiều qua em cảm xúc của em chỉ nói gọn trong một hai từ đó là cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà, gia đình IEC đã hỗ trợ em rất là nhiều, giúp đỡ em rất là nhiều. Năm qua em gặp khó khăn chật lắm trong công việc. Cả về gia đình nữa, mà mọi người đã thương em, yêu thương em, giúp đỡ em rất là nhiều. Em chỉ muốn nói là cảm ơn và cảm ơn yêu thương gia đình IEC. Cảm ơn Đào đã rất là tâm huyết thực hiện các cái chương trình đào tạo cũng như là các cái chương trình kết nối với các đối tác để tạo ra thật nhiều giá trị cho trung tâm. Cảm ơn em. Mỗi một năm trôi qua thì đối với mỗi người thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, không chỉ em mà đối với bất kỳ ai cũng vậy. Thì trong cái môi trường làm việc như này thì cơ hội được tiếp xúc với những anh chị nè, những người bạn cũng như là những người nhỏ tuổi hơn mình, rất là trẻ tuổi cũng như là tài năng. Đó là cái nguồn cảm hứng bất tận cho cái công việc cũng như là cuộc sống riêng. Năm mới Tết đến thì em cũng chúc cho IEC cũng như là tất cả mọi người sẽ có một cái mùa xuân mới cũng như là những thành công mới trong thời gian tới. Tết cũng sẽ là dịp để mọi người có một cái khoảng lặng để mình cùng ngừng lại một nhịp và sẽ có những cái bước tiến xa hơn, phát triển vượt bậc hơn trong thời gian tới. Cảm ơn Ngân đã luôn luôn phải suy nghĩ các cái lời hay ý đẹp để đưa lên trên các cái kênh truyền thông của trung tâm của mình. Xin cảm ơn em. Xin chào các bạn. Thì năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với tất cả mọi người. Thì riêng em thì cũng có nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui. Em cảm ơn tất cả mọi người trong trung tâm đã đồng hành và hỗ trợ em trong suốt một năm vừa qua. Thì năm mới Tết đến, em chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Mong là dịch bệnh qua đi để mọi người có thể là sum vầy bên gia đình để đón Tết. Cảm ơn Linh. Linh rất là chỉnh chu, rất là chu đáo để chuẩn bị các cái chương trình, các cái sự kiện của trung tâm. Xin cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Thì năm 2021 là một năm không có dễ dàng đối với em. Tuy nhiên là nhờ cái như vậy thì em mới nhận ra là những điều mà nó không tốt hoặc là những điều tốt đến với mình thì nó đều có giá trị của nó. Và trong năm vừa qua thì em đã triển khai rất là nhiều và thật sự là em rất cảm ơn mọi người trong IEC cũng như là cảm ơn những cái điều không tốt hoặc là những điều tốt đã đến với mình để giúp mình có thể tự lành hơn rất là nhiều. Và em muốn đặt tên năm 2021 là năm nhiệm kỳ nhiệm màu. Và em nói rất cảm ơn mọi người. Chúc cho mọi người năm mới khỏe và bình an.
Yeah. Rồi, cảm ơn Linh. Cảm ơn Linh. Yeah. Linh rất là tâm huyết cũng như là rất là thích các cái sự đổi mới, thích cái sự sáng tạo, thổi hồn vô các cái ấn phẩm truyền thông của trung tâm. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn Quang. Trong năm qua thì có thật là nhiều ý nghĩa. Thời gian dài, giãn cách thì mình có thời gian mà nhìn nhận lại công việc cũng như là lập kế hoạch cho những cái thời gian tiếp theo của mình để có những cái hướng đi cũng như là sự chuẩn bị chu đáo hơn cho trong tương lai. Nhân dịp này thì em cũng rất là vui và chúc mọi người luôn bình an, sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Dạ. Cảm ơn những cảm xúc hết sức chân thành từ tất cả các em cũng như là lời chúc tốt lành của các em đến với trung tâm. Mời các em hãy nhìn lại những chương trình, những sự kiện, những khóa huấn luyện đào tạo mà chúng ta đã thực hiện trong năm 2021. Trong năm 2021, mặc dù phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, thích nghi với trạng thái bình thường mới, nhưng các hoạt động tư vấn, đào tạo khởi nghiệp tại các đơn vị, địa phương vẫn được trung tâm triển khai linh hoạt về hình thức online và offline, cũng như đa dạng về nội dung giảng dạy. Một số chương trình nổi bật của năm bao gồm 1. Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên, sinh viên tại phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 2. Tập huấn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 3. Kiến thức khởi nghiệp mô hình spin-up tại Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long. 4. Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. 5. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp gắn liền với cấu trúc kinh tế địa phương tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Với hơn 600 cán bộ, giảng viên, sinh viên tại các sở, ban ngành và đơn vị giáo dục tham gia. Bên cạnh đó, nhằm tạo môi trường trải nghiệm, nâng cao kỹ năng, kiến thức lan tỏa và truyền cảm hứng khởi nghiệp, IEC cùng với các đơn vị đã phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CIC năm 2021 mùa thứ 6 với chủ đề Sáng tạo để bứt phá. CIC là một cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh và sinh viên được tổ chức thường niên. Cuộc thi nằm trong chuỗi hệ thống các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là nhiệm vụ chiến lược đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố sáng tạo tương tác cao Thủ Đức. Năm 2021 là năm đầu tiên CIC tổ chức bảng thi dành cho học sinh phổ thông, đánh dấu bước đầu trong việc thúc đẩy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các bạn trẻ. CIC 2021 đã đạt được những thành công nhất định khi thu hút được 320 dự án đăng ký tham gia từ 174 trường đại học, cao đẳng, trung học trên toàn quốc, tương ứng với 1.000 thí sinh tham dự trực tiếp, tiếp cận hơn 700.000 học sinh, sinh viên qua các hoạt động nổi bật như sau. 1. Chương trình CIC Show Khám phá khởi nghiệp. 2. Khóa đào tạo và truyền cảm hứng tư duy khởi nghiệp. 3. Khóa đào tạo iStudy Bootcamp chuyên sâu về khởi nghiệp cho top 25 bảng sinh viên và top 30 bảng phổ thông để hoàn thiện dự án và chọn ra top 10 tranh tài trong vòng chung kết. 4. Chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CIC 2021. 5. Gọi vốn đầu tư CIC 2021 với 4 trên 7 dự án được đầu tư với tổng số vốn lên đến hơn 1 tỷ đồng. Với hành trình nỗ lực trong năm 2021, thông qua các hoạt động tư vấn, kết nối, đào tạo, cung cấp cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin cho các dự án khởi nghiệp, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là IEC và các startup được ươm tạo đã gặt hái được một số thành tích tiêu biểu của thành phố như sau. 1. IEC đã đạt top 10 giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, iStar và 2 giải nhì giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2021 được trao cho Busmap và Cohota. 3. Castle và Medico được đầu tư bởi Visa. Vinh hạnh nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các đối tác, kể từ 2017 đến 2021 đã có hơn 100 nhóm dự án, công ty khởi nghiệp được hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Tốt mừng năm